Lý Phấn với mình khắp. Người đi một lần rồi đó, đọc có lần phải chuẩn. Đi một lần là nhớ cả đời. Đi một lần là nhớ cả lần đấy. Bầu bầu kìa kìa. Cái đầu bên kia super bầu. Sang dịch đòi đòi ăn đi, đi ăn phở 300k. 300k là bên Hàn Quốc. Dở phải lồ, ở Việt Nam mà. Ở đâu? Đây nè. Trong ga ở 300k luôn. Ở 300k. Để vậy luôn. Oh, sự chú ý của ta lỡ va phải vào ánh mắt của nàng, rồi bùng lên trong tim ta như một đốm lửa vàng. I cool, đứng hình mất 5 giây. Đái xong bỏ vô chai xong đóng vô. Đi bố thuốc của chẳng lắm rồi đấy các ông. Này này, quan trọng. Lúc hồi nãy cái ông kia kêu à, ông Khoa em lên cái. Em nữa hả? Chị có cái này không? Đây. Khác biệt rồi chỗ đấy. Ở Rumani đâu? Không biết có gì có lần đồn không? Không. Không đóng vô nhưng mà không. Trên hệ thống có. Chứ má công nó đi nó dán hình tờ tốn tiền quá. Đăng ơi, hôm nay này lần thứ tư lên sân Thái cảm giác như nào vậy? Chán lắm rồi, không muốn nữa luôn đấy. Tôi xong, tôi bói luôn đấy. Thôi cho tôi xé nhau nha. Ôi từ từ. Rắc cái lưng luôn. Yeah.
chờ làm gì luôn. Ấy à, quen rồi. Cáp luôn cá. Think about her luôn này. Think about her luôn này. Fashionista đấy. Nicky, đây là lần thứ tư bạn có mặt tại Thái Lan để tham dự thi đấu giải PUBG C, thì cảm giác của bạn, cảm xúc của bạn như nào đi? Cảm giác như nó hơi hơi sai. Nói chung là như cơm bữa,
Alo, đây là lần thứ hai bạn sang Thái Lan trong vòng 1 năm. Thì bạn thấy Thái Lan thay đổi như thế nào trong vòng 3 tháng vừa qua, 4 tháng vừa qua? Em mới vào đây thì em chưa có đi đâu nhiều. Lần này thì qua thì bạn dự định sẽ đi đâu? Chắc là em phải đi ăn. Nó bổ quá. Vừa mới ăn lúc 2 giờ trưa thôi. Hôm nay bạn ăn những cái gì khi sang Thái Lan rồi? Bây giờ vị trí là 7 giờ thì từ sáng đến giờ bạn đã ăn được những cái gì không? Sáng giờ, buổi sáng thì em đang ở sân bay thì ăn được một tô phở bò. Xong rồi đến đây 1 giờ mấy, gần 2 giờ thì em được ăn gà. Sân bay bạn có ăn không? À gì, trên máy bay bạn có ăn không? Hả? Trên máy bay có ăn không? Trên máy bay em không ăn. Không ăn. Vì em sợ. Tô phở bạn ăn được mấy miếng? Thế à, từng tô phở sáng nay bỏ bỏ. Bỏ là cũng ghê. Giờ muốn ăn gì? Giờ muốn ăn gì? Mệt lắm rồi đúng không? Thấy không? Xin chào Levit. Vậy đây là sau rất nhiều lần sang Thái, bạn rất là chán với Thái Lan đúng không? Bây giờ bạn muốn ăn gì tại Thái Lan? Không muốn ăn gì luôn. Có gì bạn chưa được ăn mà bạn muốn thử ở Thái Lan không? Ăn vào đấy luôn. Ăn vào đấy luôn. Lắc luôn. Thì cây mịp này. Mọi người cùng xem Levit đang làm gì. Đấy chà. À là xem xét go. Vẫn khởi thích à? Giờ ai ơn? Chào Z. Đây là lần thứ tư bạn sang Thái Lan thì cảm xúc của bạn như thế nào? Cảm xúc của mình thì giống như bao lần thôi. Mục đích của mình là đi London, đi Mỹ. Mà thực tiếc là đi London thì có visa, đi Thái cái này cũng là bước còn nói để mình đi tiếp thôi. Ủa má, em đang hỏi lần thứ 4 cảm giác của mình như thế nào? Trả lời vòng vòng rồi. Thằng này đỗ được ấy là may đấy nhá. Nhờ Vi nó gánh sao nào lại này. Chào Z, đây là lần thứ tư bạn sang Thái Lan thì cảm xúc của bạn như thế nào? Nói tiếng Anh. I feel so good. I feel so good. Nhưng mà thank you. Mà thank you ạ. Ok, hay kìa, thank you. Hay thôi. Nó đi nói chuyện thật nhiều. Em gặp quất này gặp đất mà thằng máy nó vừa gặp em. Hello chị. Sao em nhìn nó kêu. Đó, đất men kêu. Yeah. Thằng qua. Thằng kia là giúp giáp hay gì á. Nay chung biết vô, nó cũng nay chung biết vô sao nó cười. Nó nhìn thằng quất cười. Thằng quất nó cười với em không? Không, nó cười. Thế em cũng thế với nó. Mà thằng nó chiến không? Thằng nó chiến không? Chiến như một đội mà. Anh đang đặt chân tại mảnh đất Thái Lan. Đây không phải là đi qua đi vai, đây là đi quay. Ok, li quay, li quay. Người ta là đi quay. Đi quay à? Không phải li quay à? Đi quay à, nó kêu em. Người ta đứng ra đó, người ta kêu chào anh đi. Mình nhìn nó, ủa sao có thể mà. Okay. Rất đông người. Số tiếng ấy đi, số tiếng English đi. Hello. Đây Vanotica. Đây là
hôm nay chuyến bay hôm nay chuyến bay hôm nay anh cảm giác như nào so với chuyến bay lần trước? So với chuyến bay lần này thì em thấy khá là tốt lành, tại vì em ngủ được khá là nhiều trong khoảng thời gian bay từ Việt Nam tới đây. Máy bay lần này so với máy bay lần trước thì sao? Do em ngủ nên là em không ngắm được nhiều cái sân cho nên em không thấy khác biệt. Máy bay gì khác nhau, gái rú như máy bay nào như nhau, trừ khi một cái bay bình thường, một cái bay đang rớt thì nó mới khác nhau. Là quả vô mốt. Ok, cảm ơn anh ạ. Này, alo. 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 Máy bay hôm nay thế nào? Máy bay hôm nay xuống mút. Hiệu ba chị em là hiệu gì? Số môi có hiệu ba chị em nè. Ba chị em. Dạ.